rất vui được gặp các em học sinh cùng các quý thầy cô trong chương trình chinh phục kỳ thi trung học phổ thông. Cô là Nguyễn Thị Hương Thủy. Cô sẽ đồng hành cùng các em với bộ môn Ngữ văn. Các em ạ, trong cấu trúc đề thi trung học phổ thông có một phần đó là viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Mặc dù phần này chỉ chiếm 2 điểm, nhưng nếu như chúng ta dồn sức và đạt được hai điểm thì điểm số của chúng ta chắc chắn sẽ rất cao. Vậy thì còn chân chư gì nữa? Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội. Cô xin giới thiệu với các em về nội dung chính của bài học chúng ta ngày hôm nay. Cô và các em chúng ta sẽ cùng ôn tập những điều cần lưu ý khi viết một đoạn văn nghị luận xã hội. Và phần thứ hai, soi từ lý thuyết vào trong thực tế Cô và các em sẽ cùng nhau suy nghĩ những khó khăn khi viết đoạn văn nghị luận xã hội. Cô trò mình sẽ bước vào nội dung thứ nhất. Những điều cần lưu ý khi viết đoạn văn nghị luận xã hội. Nội dung của phần này thực ra các em đã được học rất kỹ ở trên lớp. Ở trong bài học này, cô xin tổng hợp lại những ý như sau. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhìn lại về hình thức của một đoạn văn nghị luận xã hội. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với những cách thức nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ điểm lại những kiểu đề và cuối cùng chúng ta sẽ đến với nội dung lõi của một đoạn văn nghị luận xã hội. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hình thức của một đoạn văn nghị luận xã hội. Các em thân mến, trong chương trình trung học phổ thông, các em đã được học những kiểu bài văn nghị luận xã hội. Nhưng đối với một đề thi trung học phổ thông, chúng ta chỉ viết một đoạn văn 200 chữ thôi các em ạ vậy thì chúng ta sẽ có một sự phân biệt về một đoạn văn với một bài văn để chúng ta có được sự chắc chắn khi làm kiểu bài này các em sẽ thấy một đoạn văn về hình thức sẽ được đo bằng một đoạn ngữ liệu giữa hai dấu chấm xuống dòng vì thế trong một đoạn văn các em không được phép chấm xuống dòng và lùi phần sau vào một ô các em nhớ nhé và các em lưu ý này một đoạn văn sẽ là những phần của một bài văn vì thế một đoạn văn nghị luận xã hội sẽ thường chỉ giải quyết một cách trọn vẹn một luận điểm thậm chí chỉ là một luận cứ thôi hiểu được điều này chúng ta sẽ viết một đoạn văn không lan man đúng trọng tâm và đủ yêu cầu của đề bài chúng ta sẽ sang tiếp nội dung về cách thức trình bày một đoạn văn nghị luận xã hội Chúng ta đã được học 5 cách để trình bày một đoạn văn nghị luận xã hội. Đó là trình bày theo hướng song hành, móc xích, tổng phân hợp, diễn dịch và quy nạp. Cách nào cũng được các em ạ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cô và kinh nghiệm của các bạn học sinh, vì đây là một đoạn văn mang tính độc lập. Cho nên nếu chúng ta trình bày theo hướng tổng phân hợp thì có vẻ sẽ dễ viết cho các em và cũng dễ dàng để cho giáo viên chấm bài của các em hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu hơn với dạng tổng phân hợp các em nhé. Với đoạn văn tổng phân hợp, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở đoạn, phần thứ hai là phần thân đoạn và phần thứ ba đương nhiên là phần kết đoạn. Ở phần mở đoạn, chúng ta sẽ giới thiệu vấn đề. Ở phần kết đoạn chúng ta sẽ tổng kết lại vấn đề phần mở và phần kết phải viết gọn viết chắc cùng lắm chỉ từ một đến hai câu phần còn lại chúng ta sẽ dồn vào phần thân đoạn đó là triển khai vấn đề với đoạn tổng phân hợp chúng ta sẽ trình bày một đoạn văn nghị luận xã hội mang tính chất gọn gàng độc lập và dễ hiểu còn bây giờ chúng ta sẽ thử suy nghĩ là Vậy thì có những dạng đề gì khi đề thi hỏi các bạn về viết một đoạn văn nghị luận xã hội, chúng ta sẽ thấy rằng ở chương trình học chúng ta học hai dạng bài, đó là tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống. Vậy thì viết đoạn văn nghị luận xã hội chắc chắn sẽ chạm đến hai kiểu bài này. Tuy nhiên, vì đây là một đoạn văn nghị luận xã hội, cho nên cách hỏi sẽ có thể phong phú hơn. Các em chú ý nhé nếu như đề bài hỏi anh chị hiểu gì như thế sẽ thiên về thao tác giải thích nhưng nếu đề bài hỏi vấn đề đó biểu hiện như thế nào thì các em sẽ thấy là sẽ thiên về thao tác chứng minh còn nếu đề bài hỏi đến vai trò hay ý nghĩa thì rõ ràng thao tác phân tích và lập luận bình luận sẽ được coi trọng còn nếu như đề bài hỏi làm gì và bằng cách nào để thực hiện được vấn đề đó thì chúng ta sẽ phải liệt kê những cái cách thức mà chúng ta thực hiện. Các em có thấy là các cách hỏi trong một đoạn văn nghị luận xã hội phong phú không? Rất nhiều bạn băn khoăn với cô rằng làm thế nào để em có thể triển khai một đoạn văn nghị luận xã hội trong khi cách hỏi và vấn đề phong phú như thế hả cô? Một đoạn văn nghị luận xã hội cho dù làm về vấn đề gì hay là làm theo cách thức nào cũng phải có nội dung lõi. Đấy chính là cái căn cứ, cái nền tảng để chúng ta có thể triển khai một đoạn văn nghị luận xã hội. Vậy thì chúng ta thử xem một nội dung lõi của đoạn văn nghị luận xã hội là gì nhé. Đương nhiên, tuy từng bài, nội dung này sẽ có ra giảm khác nhau. Nhưng nó sẽ bao gồm bốn nội dung sau đây. Thứ nhất, đó là khâu giải thích. Tiếp đến sẽ là khâu bàn luận. Tiếp nữa là bàn luận mở rộng. Và cuối cùng là bài học và liên hệ bản thân. Cô xin nhắc lại với các em, tuy từng kiểu bài thì bốn nội dung này có thể có sự ra giảm. Sẽ có những đề bài mà giải thích sẽ được coi trọng. Sẽ có những đề bài mà bàn luận được coi trọng. Sẽ có những đề bài thì bài học và liên hệ bản thân sẽ được nhấn mạnh các em ạ. Thế nhưng nếu như chúng ta thấu suốt bốn vấn đề của nội dung lõi này thì cô tin rằng kỹ năng viết một đoạn văn nghị luận xã hội của các em sẽ được nâng lên. Cô trò mình đã cùng nhau ôn lại về bốn phương diện trong những điều cần lưu ý về viết một đoạn văn nghị luận xã hội rồi đấy. Tuy nhiên lý thuyết là như vậy nhưng thực tiễn thì sao các em nhỉ? vẫn còn có những lúng túng, vẫn còn có những khó khăn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy thử xem những khó khăn nào nổi bật nhất khi chúng ta viết một đoạn văn nghị luận xã hội để cô trò mình cùng tháo gỡ nhé. Và cô xin giới thiệu với các em những khó khăn mà một nhóm học sinh đã chia sẻ. Chúng ta hãy theo dõi clip sau đây để chúng ta xem những khó khăn của các em có trùng với những khó khăn của các bạn không nhé. Mời các em theo dõi clip. Chắc là xác định đúng vấn đề trọng tâm ạ. Đối với mình thì việc khó khăn nhất khi mà viết đoạn văn nghị luận xã hội đấy là tìm những dẫn chứng để đưa vào đoạn văn sao cho nó vừa hấp dẫn mà cũng phải vừa có tính thực tế. Một học sinh văn thì em có rất nhiều ý tưởng nhưng đôi khi thì em lại chưa biết tiết chế, thế nên điều đó khiến cho bài đoạn văn của em quá dài và điều khó khăn của em chính là không đáp ứng đủ nhu, nhu cầu đề bài và dung lượng của bài về cá nhân em thì đôi khi em hay gặp vấn đề về diễn đạt à, khi mà có quá nhiều ý hoặc là khi làm một bài văn một đoạn văn thì em không biết diễn đạt làm sao cho sáng rõ ý của bản thân mình và khiến cho đoạn văn có thể rõ ràng dành mạch hơn vậy là các bạn học sinh trong đoạn clip đã chia sẻ với chúng ta những khó khăn sau đây khi viết đoạn văn nghị luận xã hội này. Một là chúng ta có xác định đúng được vấn đề và có lập được ý không? Hai là chúng ta liệu có diễn đạt phong phú và hấp dẫn không? Ba là dẫn chứng của chúng ta có phù hợp không nhỉ? Bốn là có lẽ chúng ta chưa đáp ứng được đúng hay đủ yêu cầu về dung lượng của đề chăng? Có những bạn nói với cô vò đầu bứt tai nói với cô rằng Cô ơi, viết mãi mới chỉ được 100 chữ thôi. Còn có những bạn thì hốt hoảng nói Cô ơi, viết đến 4500 chữ vẫn chưa xong đoạn văn. Đấy cũng là những khó khăn, đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ hai, đó là cô trò mình sẽ cùng nhau chinh phục thử thách mà những khó khăn được đặt ra trong thực tế là bài các em nhé. Ở phần này, cô sẽ đến với bốn nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ cùng xác định đề và tìm ý cho thật chuẩn nội dung thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau thử rèn diễn đạt nội dung thứ ba chúng ta tích lũy kiến thức và tìm dẫn chứng và cuối cùng chúng ta sẽ đến với khâu viết bài và sửa bài bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung thứ nhất tìm ý cũng như xác định đề luôn là những nội dung đầu tiên quyết định sự thành hay bại của một đoạn văn nghị luận xã hội. Nếu như xác định đề không chính xác các em sẽ bị lạc đề và như thế bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ sôi hỏng bằng không và nếu như xác định đề rồi mà chúng ta không biết làm thế nào để tìm ý thì thực sự cũng là một khó khăn vậy thì những khó khăn gì đặt ra trong quá trình xác định đề à các em đó là gì chúng ta bị lệch trọng tâm nói như các em là bị lạc đề đấy do không xác định được đúng từ khóa của đề còn đối với tìm ý, đó là do chúng ta đã không tuân thủ đúng kỹ năng. Như là các em đã không biết được những nội dung lõi của một đoạn văn nghị luận xã hội. Hoặc là chúng ta không hề có vốn sống hay vốn trải nghiệm về vấn đề nghị luận chẳng hạn. Vậy thì khắc phục khó khăn này như thế nào đây? Chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bài học. Các em nhìn lên trên màn hình, cô giới thiệu với các em 5 đề bài liên quan đến lòng dũng cảm. Nói đến lòng dũng cảm, đây là một vấn đề rất là quen thuộc đối với các em. Các em chắc chắn đã được luyện rất nhiều. Và khi nói đến lòng dũng cảm các em bảo à, chúng tủ rồi. Nhưng các em hãy nhìn đi. Với đề tài về lòng dũng cảm, cô đã giới thiệu với các em 5 đề bài. Đề bài thứ nhất, em suy nghĩ gì về lòng dũng cảm của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay? Đề bài thứ hai, theo em, thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để rèn luyện lòng dũng cảm? sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Đề bài thứ ba, theo em, lòng dũng cảm có vai trò như thế nào trong cuộc sống ngày hôm nay? Đề bài thứ tư, lòng dũng cảm là một yếu tố rất quan trọng để thế hệ trẻ vững bước vào đời. Đề bài số 5, em suy nghĩ gì về vấn đề? Tư duy đột phá là một biểu hiện của lòng dũng cảm. Các em thấy không, dù quen thuộc nhưng các em có bao giờ có cảm giác mình đang đứng trước một mê cung của những đề bài không? Có bao giờ các em gặp trường hợp rõ ràng người ta hỏi mình đề bài thứ nhất nhưng khi làm xong bài mới chợt nhận ra, "Ôi thôi, mình đã làm bài theo đề bài số 3 rồi." Có bao giờ các em gặp tình huống khó khăn này không? hẳn là cũng có một vài lần đúng không? Hy vọng rằng đó không phải là vấn đề chúng ta gặp trong bài thi. Vậy thì làm thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng Điện tập kem nhé. Bây giờ cô sẽ thử chữa cho các em hai đề, đó là đề số 4 và đề số 5. Và chúng ta sẽ đến với bốn phương diện của nội dung lõi, đúng không nào? Thứ nhất, đó là giải thích. Ở đề bài số 4, chúng ta sẽ quan tâm giải thích vấn đề gì đây? Lòng dũng cảm là gì? Đương nhiên rồi. Nhưng cái nội dung thứ hai, cô nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều bạn quên đấy. Đó chính là tuổi trẻ khi bước vào đời gặp những vấn đề gì nhỉ? Có những vấn đề gì nhỉ? Đây sẽ là phần mà các bạn sẽ hay quên khi giải thích Và khi quên phần này các bạn cũng sẽ không có điểm tựa để đi vào phần bàn luận một cách vững chắc Và cô nhấn mạnh là phần này là một phần quan trọng trong giải thích của đề bài này Chúng ta sẽ nhận ra rằng À tuổi trẻ khi bước vào đời chúng ta rất dễ hoang mang này, dao động này Vì chúng ta có rất nhiều hướng đi trước mặt Các em có thế không? Rồi tuổi trẻ khi bước vào đời thì cũng dễ gặp sự chi phối của rất nhiều yếu tố như là bố mẹ mình này, như là xã hội này, như là nhà trường này. Và đặt ra một vấn đề là vậy thì tuổi trẻ khi vào đời liệu có dám là chính mình không? Thế thì từ câu hỏi đó chúng ta sẽ đến với phần bàn luận. Vậy thì đứng trước những vấn đề được đặt ra, tuổi trẻ khi bước vào đời rất cần lòng dũng cảm. Bởi vì lòng dũng cảm khiến cho chúng ta dám tự quyết, bởi vì lòng dũng cảm khiến cho chúng ta dám đối diện với những khó khăn, thất bại. Bởi vì lòng dũng cảm khiến chúng ta dám đứng dậy, thất bại ở đâu đứng dậy ở đó, đúng không nào? Và như thế chúng ta sẽ trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn và dám là mình hơn, đúng không ạ? À? Tự quyết lấy cuộc đời của mình hơn. Đương nhiên nhá, đây chỉ là gợi ý của cô thôi, còn có rất nhiều luận cứ nữa các em có thể đưa ra, nhưng cô lưu ý này, chỉ lựa chọn hai cho đến ba luận cứ thôi các em nhé chúng ta không tha một đoạn văn thôi mà à, tiếp đến để cho bài viết trở nên chặt chẽ hơn chúng ta sẽ có phần bàn luận mở rộng ở phần bàn luận mở rộng này thì cô muốn à, chia sẻ với các em một ý kiến một luận cứ đi chúng ta cần phải phân biệt dũng cảm với liều lĩnh và với cố chấp dũng cảm không có nghĩa là liều lĩnh dũng cảm phải đi cùng với cả sự nhận thức và tư duy và trí tuệ và cuối cùng một phần rất quan trọng đó là chúng ta sẽ rút ra bài học và liên hệ bản thân. Chúng ta chính là những người trẻ tuổi đang chuẩn bị bước vào đời đây, các em có hoang mang dao động không? Các em có lúng túng trước nhiều sự chi phối không? Vậy thì các em xác định đi, chúng ta đã có lòng dũng cảm chưa? Và sau bài viết này, liệu chúng ta có nhận thức được là à, chúng ta rất cần lòng dũng cảm. Thế thì cuộc đời chúng ta bước mới vững chắc được. Đó là đề bài số 4. Thế còn nếu như với 4 phương diện lõi này mà cô trò mình bước vào đề bài số 5 thì sao các em nhỉ? A, à, chúng ta sẽ đến với phần giải thích nào? Ở phần giải thích, chúng ta sẽ quan tâm đến hai từ khóa. Đương nhiên vẫn là lòng dũng cảm, nhưng trước khi đến với phần giải thích lòng dũng cảm thì ở đề bài này chúng ta sẽ quan tâm đến tư duy đột phá là gì? Vậy là có hai vấn đề cần quan tâm trong phần giải thích ở đây nhá. Nào, thế còn đến phần bàn luận thì sao? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là vì sao tư duy đột phá lại là một biểu hiện của lòng dũng cảm? chúng ta có thể có những luận cứ, đương nhiên đây là gợi ý của cô thôi. một là gì? tư duy đột phá thì mới mẻ, à mà đã là mới mẻ thì có thể va chạm với tư duy số đông và dễ bị phản đối. thế thì đương nhiên phải là dũng cảm mới có thể dám mới mẻ được, đúng không ạ? tiếp theo là gì? tư duy đột phá là tư duy mới, cho nên dễ rủi ro dễ thiệt hại vậy thì anh có dũng cảm không để dám đối diện với những thiệt hại trước mắt để theo đuổi cái mục đích lâu dài của anh vì thế nó cũng là biểu hiện của lòng dũng cảm rồi tư duy đột phá cũng là một cách mở đường ừ, mở ra một con đường mới nhá không đi con đường cũ nhá có thể đi một con đường không có dấu chân người thế thì chúng ta có thể gặp những cái uh, cạm bẫy này đúng không nào những cua vòng rẽ ngoặt làm sao chúng ta biết được à, vì thế cũng cần dũng cảm đó là dũng cảm để thay đổi bản thân và thay đổi cả cộng đồng cơ mà đương nhiên là dũng cảm rồi vậy thì ở đây phần bàn luận mở rộng chúng ta sẽ bàn luận mở rộng điều gì nhỉ chúng ta sẽ nhận ra rằng à chúng ta cũng cần phải phân biệt tư duy đột phá nhưng cần tỉnh táo và phù hợp với những giá trị cộng đồng không thể nhân danh đột phá mà trà đạp lên những giá trị của người khác và đặc biệt là trà đạp lên những giá trị cộng đồng được cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải có bài học và liên hệ bản thân. Chúng ta đã thử vừa chữa đề số 4 và đề số 5 à, cùng 4 nội dung lõi. Nhưng chúng ta đã có những luận cứ và luận chứng khác nhau. Chúng ta sẽ lại cùng nhìn lại để làm sao chúng ta sẽ không bị lẫn ý của đề này sang ý của đề khác nhé. Ở phần giải thích các em nhìn đi. À, đề số 4 và đề số 5 chúng ta sẽ có những phần giải thích mà chúng ta đã làm như thế này đấy. Nhớ phân biệt nhé. Tiếp đến là phần bàn luận này, ở phần bàn luận đề số 4 này, dám tự quyết dám đối diện với khó khăn, dám đứng dậy rồi ở đề số 5 này à, chúng ta dám đi ngược lại đôi khi chúng ta dám đi ngược lại với tư duy số đông đôi khi chúng ta dám chấp nhận rủi ro, đôi khi chúng ta biết mở đường, tất cả những điều đấy khiến cho tư duy đột phá cũng là lòng dũng cảm còn ở phần bàn luận mở rộng, các em có thể thấy đó là gì? Chúng ta ở đề số 4 thì cần phải phân biệt dũng cảm với sự liều lĩnh, cố chấp. Còn với đề số 5 thì chúng ta phân biệt đột phá, nhưng cần tỉnh táo và phù hợp với giá trị cộng đồng. Các em thân mến, như vậy là cô hy vọng rằng với phần nhìn lại đề 4 này và đề 5 này, chúng ta có thể hình dung việc xác định đề và tìm ý đối với một đoạn văn nghị luận xã hội quan trọng như thế nào. Và cô mong rằng đây cũng sẽ là một chìa khóa giúp chúng ta thành công trong thao tác này, các em nhé. và để cùng cô thao tác này, cô và các em sẽ cùng quan sát những đoạn văn cụ thể của các bạn học sinh, biết đâu các em sẽ tìm ra được à, những ưu điểm và cả nhược điểm của mình để cùng sửa với các bạn, các em nhé. các cụ nhà ta nói học thầy không tầy học bạn chính là như vậy. nào, chúng ta sẽ vào những đoạn văn của các bạn đây. chúng ta sẽ đến với đoạn văn thứ nhất này. cuộc đời là một ngọn núi cao để lên được đỉnh hay chỉ trụ lại ở nơi sườn núi, con người rất cần nhiều yếu tố và kỹ năng, đặc biệt là với những người bắt đầu từ chân núi, những người trẻ tuổi. Nếu nhìn thấy ngọn núi cao chót vót kia hay nhìn những kẻ rơi từ độ cao ngàn mét xuống mà sợ hãi không dám leo lên thì những kỹ năng hay phẩm chất đều bỏ đi. Cho nên lòng dũng cảm thực sự là một yếu tố quan trọng để tuổi trẻ vững bước vào đời. Vậy lòng dũng cảm là gì? Đôi khi chỉ là dám nói lên ý nghĩ của mình, không nghe theo lời đám đông, hay tự nhận lỗi, hay to lớn hơn là đứng lên để tạo nên một con đường riêng. Cuộc đời không phải là một bài toán với công thức mà sẽ có những bất ngờ, những cạm bẫy nguy hiểm và ta cần lòng dũng cảm để đối mặt và vượt qua. Một con người dũng cảm dám nói lên tiếng nói riêng của mình sẽ khẳng định được giá trị bản thân. Hay một người dũng cảm nhận lỗi, đối mặt với sóng gió sẽ luôn tìm ra được kho báu trong lỗi lầm để sửa sai và phát triển. Nhưng đôi khi có những người trẻ không thể có sự dũng cảm và chỉ thu mình trong bao, ấn mình vào trong thất bại hay có sự dũng cảm nhưng lại mù quáng thiếu kinh nghiệm để dẫn đến cả cô đồ chỉ là một đống sát vụ. Dũng cảm thật dễ để nói ra nhưng thật khó để thực hiện, nhưng sẽ càng khó hơn để phân biệt giữa dũng cảm và liều mạng. Các em thân mến, đây là một đoạn văn của một bạn học sinh và chúng ta có thấy gần gũi với bài làm của chúng ta không chúng ta sẽ nhìn bao cát bài của bạn và nhận xét cho cô chúng ta sẽ nhận ra rằng à dù vẫn còn chỗ này chỗ khác thế nhưng bài của bạn có vẻ đã triển khai được theo đúng bốn nội dung mà cô trò mình vừa chia sẻ đúng không nào và bài của bạn có khá nhiều điểm cộng các em ạ chúng ta hãy thử nhìn những điểm cộng của bạn nhé Chúng ta hãy nhìn lại phần diễn đạt này của bạn đi. Chúng ta sẽ thấy rằng điểm cộng của phần này đó là bạn đã dẫn dắt vào vấn đề hiệu quả mà rất ngắn gọn. Các em nhìn kỹ nhé. Chính ở phần này, mặc dù bạn đã không nói ra một cách cụ thể, nhưng bạn đã giải thích được cái ý mà cô đã nhấn mạnh với các em là đừng quên trong đề bài số 4 này. Đó là gì? Bạn đã nói được là đối với người trẻ tuổi thì cuộc đời khi chúng ta bước vào sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mà bạn đã sử dụng bằng một hình ảnh đấy, đó là một ngọn núi cao mà chúng ta thì đang ở chân núi. Ôi, ôi cuộc đời là một ngọn núi cao thế kia leo đến bao giờ mới xong? Hay là thôi cứ ở chân núi cho nó an toàn? Hay là gì? Bỗng nhiên chúng ta thấy một ai đó xa chân à, lỡ bước mà rơi xuống, đúng không ạ? Thất bại đấy. Ôi sợ quá thôi. Thế thì cứ ở đây cho lành, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ thấy là bạn đã diễn đạt được ý là hoang mang dao động, mà diễn đạt rất khéo nhá. Cho nên đây vừa là dẫn dắt này nhưng đây vừa là giải thích mà giải thích rất khéo cô rất thích phần này của bạn các em ạ à. tiếp đến này đây lại là một phần nữa mà cô cho đấy cũng làm điểm cộng đấy các em nhìn đi và theo cô điểm cộng của phần này đó là bạn đã lồng ghép được vai trò của lòng dũng cảm với thực trạng của vấn đề cũng khiến cho bài viết rất gọn và rất sáng rõ bạn lý giải là cuộc đời không phải là bài toán với những công thức có những bất ngờ những cạm bẫy nguy hiểm Đúng không ạ? Và bạn lý giải đây, bạn giải thích đây. Đấy, một người có lòng dũng cảm, dám nói lên tiếng nói của mình sẽ khẳng định được giá trị của bản thân này. Dám nhận lỗi thì sẽ tìm được kho báu trong lỗi lầm để sửa sai và phát triển này. Đó, các em thấy không? Bài viết rất là hiệu quả. Tuy nhiên, các em thấy không? Không một bài viết nào hoàn hảo đâu. Đây chính là phần mà cô muốn chia sẻ với các em. Đây là phần kết của bài của bạn nhé. Và phần kết này thì không tương ứng với nội dung của bài viết. Xem ra anh chàng viết bài này đến đây đã hết giờ mất rồi Và anh đã bị cuống đúng không nào Và các em sẽ thấy nhá Dũng cảm thật dễ để nói ra nhưng thật khó để thực hiện Nhưng sẽ càng khó hơn để phân biệt giữa dũng cảm và liều mạng Ý này nhá Bạn đã triển khai rất hay ở trên Nó là một phần bàn luận mở rộng của bạn Thế nhưng ở cuối chắc hết giờ Cho nên bạn đã lặp lại nó trong khi các em nhìn vào nội dung lõi của cô trò mình đi đây sẽ phải là nội dung gì nội dung về bài học và liên hệ bản thân đó nếu như nắm vững nội dung lõi thì cho dù chỉ còn một chút thời gian thôi nếu bình tĩnh các bạn vẫn có thể cô ý lại trong một câu văn và đừng mắc lỗi như bạn tiếc quá tuy nhiên không sao thất bại là mẹ thành công cô tin bạn khi biết khắc phục cũng như các em khi biết khắc phục chúng ta sẽ thành công bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn văn thứ hai nhé người trẻ chọn cái chết hay chính cái chết chọn người trẻ. Chúng ta không biết, nhưng ngày ngày, thời sự vẫn đưa tin những thanh niên vốn phải tràn đầy sức sống đã từ bỏ mạng sống của mình ở tuổi 18. Sẽ chẳng có gì lạ nếu bạn nghe bà lời bàn ra tán vào trên khắp các trang mạng xã hội rằng đó là cái kết cục thỏa đáng của một số người yếu đuối, một số người thiếu bản lĩnh. Nhưng sự thật là người trẻ đang ngày càng yếu đuối hay đang trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đối diện những điều đáng ra bản năng con người phải sợ hãi và chùn bước trước nó. Họ mạnh mẽ từ bỏ tính mạng là do họ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống và thực tế thế hệ trẻ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn ta tưởng. Đầu tiên, họ khó khăn trong việc giao tiếp, khi nhà trường chỉ dạy cho chúng ta những kiến thức mà không dạy cho chúng ta cách sống, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp sẽ đến lúc chúng ta trở nên bất lực vì không thể biểu đạt được cảm xúc ý nghĩ của mình đối với thế giới việc giao tiếp và bày tỏ cảm xúc sẽ rất quan trọng khi bạn cần đến nó để giải tỏa chính mình nếu không biết cách nói ra cứ tích tụ nó trong lòng rồi đến lúc nó sẽ vỡ hòa ra và hậu quả lúc đó không thể lường trước thứ hai họ không được dạy cách thất bại họ chỉ biết và ham muốn thành công mà quên mất thất bại cũng là một phần của thành công vì thế thất bại sẽ là một trở ngại tâm lý lớn đối với những người trẻ tuổi. Thứ ba, họ không được biết cách định hướng tương lai của chính mình, không biết cách lựa chọn hướng đi, không dám chịu trách nhiệm, đó là một khó khăn của tuổi trẻ. Vì thế, việc có thể dũng cảm là điều cần thiết để chúng ta không đánh mất chính mình, không gục ngã và vững bước đi đến tương lai. Dũng cảm để biểu đạt suy nghĩ, dũng cảm để là chính mình dũng cảm để thất bại dũng cảm để hồi phục dũng cảm để thành công các em có cảm nghĩ như thế nào khi các em đọc đoạn văn này các em biết không khi đoạn văn này được đọc lên rất nhiều bạn trong lớp của cô đã rất xúc động và cô cũng thế các em ạ đây là một đoạn văn được viết bằng cả trải nghiệm của mình và bạn dám đối diện với một thực tế mà tuổi trẻ đang phải đối diện cô rất là thích đoạn văn này theo ý kiến cá nhân của cô Tuy nhiên, các em nếu nhìn kỹ lại thì đoạn văn này sẽ còn phải chia sẻ những điều gì để hoàn thiện hơn. Các em nhỉ, chúng ta sẽ cùng giúp bạn nhé. Các em nhìn lại này, cô xin chia sẻ với các em mục tiêu của bạn, tức là chúng ta hồi phục lại dàn ý của bạn nhé. Thì dàn ý của bạn đó là bạn xuất phát từ những cái khó khăn mà người trẻ gặp phải. Nó cũng nằm trong nội dung lõi của chúng ta đúng không? Bạn đi từ thực trạng đời sống của người trẻ nhé. Đấy, bạn liệt kê ra người trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội người trẻ thiếu khả năng chấp nhận thất bại người trẻ không định hướng được tương lai của mình từ đó bạn đưa ra giải pháp cho những khó khăn và giải pháp đó chính là dũng cảm có thể nhận ra rằng đây chính là đoạn văn được viết theo lối quy nạp và thực ra nếu như đúng theo cái mong ước của bạn và mục tiêu của bạn thì đây là đoạn văn hợp lý đúng không các em Thế nhưng trong quá trình triển khai, vì đã quá mê mải với những niềm say mê của mình, các em nhìn toàn bộ phần cô đã in đậm nhé. Toàn bộ, chúng ta sẽ thấy rằng là đến 3 phần tư bài của bạn đã bị lan man, lệch trọng tâm. Bởi vì làm sao? 3 phần tư đoạn văn chỉ để dẫn dắt mà không bàn luận trực tiếp về vấn đề dũng cảm là một trong yếu tố quan trọng để tuổi trẻ vững bước vào đời. Tức là bạn đã nêu ra thực trạng nhưng nó chiếm đến 3 phần tư. Và như thế thì cũng là một sự ứ, nguy hiểm và rủi ro cao. Các em chú ý, chúng ta đang thực hiện một bài thi. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào đây? Cô xin đề xuất một cách chữa nhé. Đây là đề xuất của cô, xuất phát từ thực tế của lớp cô. Còn các em có thể có những đề xuất khác nhé. Chúng ta sẽ rút ngắn lại cái phần mà bạn đã chỉ ra thực trạng và chỉ ra một cách có trọng tâm những lý do dẫn đến sự cần thiết của lòng dũng cảm. Ví dụ, thay vì cả một đoạn văn rất dài như thế, chúng ta cô lại. Thứ nhất là như chúng ta đã lập giả lý cho bạn đấy, đúng không ạ? Đó là thiếu kỹ năng giao tiếp này, đó là thiếu kỹ năng để đối diện với thất bại này, đó là không có định hướng về tương lai của mình này, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cô lại trong một đến hai câu thôi, đúng không nào? Sau đó, chúng ta sẽ thêm một đoạn văn nhỏ vì chúng ta cô phần kia lại Cho nên chúng ta sẽ thêm một cái đoạn nhỏ Xin lỗi là thêm một đoạn nhỏ Để làm rõ vai trò của lòng dũng cảm Trong cuộc sống của mỗi người trẻ tuổi Ví dụ đây là một đoạn Mà một bạn học sinh trong lớp đã thêm Các em hãy lắng nghe Xem có hợp lý không nhé Nhờ dũng cảm Người trẻ sẽ học được cách biểu đạt những khó khăn của mình Và cùng giải quyết những khó khăn với bố mẹ, thầy cô hay bạn bè Nhờ dũng cảm người trẻ sẽ bình tĩnh trước mỗi thất bại, học được cách để thành công vào lần sau. Cuối cùng, dũng cảm sẽ giúp người trẻ thấu hiểu bản thân, chế ngự thất bại để tiến tới tự định hướng cuộc sống của chính mình. Hành trình học cách dũng cảm này sẽ cần đến sự hỗ trợ của gia đình, xã hội để người trẻ không đơn độc khi đối diện với những khó khăn. Quả thực, dũng cảm đóng một vai trò to lớn trong quãng đời trẻ tuổi. Sau đó chúng ta nối vào dũng cảm để biểu đạt suy nghĩ dũng cảm để là chính mình dũng cảm để thất bại dũng cảm để hồi phục dũng cảm để thành công hợp lý đấy chứ bởi vì chúng ta sẽ thấy đây là những từ khóa này và những từ khóa này đã được xuất hiện xuyên suốt trong bài và như thế chúng ta sẽ thấy bài viết sẽ ổn hơn rất nhiều cô mong rằng các em cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho mình ở đoạn văn thứ hai này các em nhé còn bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn văn thứ ba cô thuyết minh một chút vì sao cô lại hướng đến đoạn văn thứ ba có rất nhiều bạn đã nói với cô rằng cô ơi em viết đoạn văn nghị luận xã hội mà khô quá không thể làm sao cho cái luận cứ trở nên phong phú em viết cứ như liệt kê ấy cô ạ làm nào để khắc phục em nhỉ khó phết nhưng các em sẽ nhìn đoạn văn thứ ba này để xem bạn đã khắc phục điều này như thế nào tư duy đột phá là một biểu hiện của sự dũng cảm. Bởi lẽ, chỉ riêng việc dám nghĩ khác với số đông thôi cũng là một sự dũng cảm. Trước hết, tâm lý đám đông cho người ta một cảm giác an toàn, bởi lẽ người ta luôn cảm thấy có nhiều người suy nghĩ giống mình. Kể cả khi ý kiến đó bị chỉ trích, thì người ta cũng cảm thấy chỉ trích đó nhắm vào đám đông, chứ chẳng phải nhắm vào cá nhân. Vì vậy mà họ cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn có thể nói đám đông dường như đã trở thành một lá chắn vô hình bảo vệ họ khỏi những chỉ trích và phản đối vì vậy suy nghĩ khác đám đông chính cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cảm giác an toàn và bình yên này tư duy đột phá không chỉ là sự từ bỏ an toàn của đám đông mà còn là dám đi ngược lại với đám đông dám nhận sự chỉ trích từ đám đông ấy dám đứng lên để bảo vệ ý kiến của mình mà gần như không nhận được sự ủng hộ của ai đó chính là một điều thể hiện rõ lòng dũng cảm trong con người ấy. Một ví dụ điển hình chính là Galilei. Một người phát hiện ra thuyết nhật tâm đã bị bỏ tù vì dám nói rằng trái đất quay quanh mặt trời. Một tuyên bố bị coi là tà ma đi ngược lại với lời dạy của Thiên Chúa và suy nghĩ của toàn dân bấy giờ. Tuy nhiên, cho dù phải chịu sự chỉ trích và bất công như vậy, ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Các em thấy bạn à, lập luận có phong phú không? Có. Và điều gì đã làm nên được điều ấy nhỉ? Chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta quay lại đoạn này nhá đoạn đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ thấy là điểm cộng của bạn đó là sử dụng rất tốt thao tác lập luận. Những thao tác nào đã được sử dụng đây, các em nhìn đi. Thứ nhất, thao tác phân tích. Bạn đã phân tích cảm giác an toàn của suy nghĩ số đông, đúng không? Đây, tâm lý đám đông cho người ta một cảm giác an toàn bởi lẽ người ta luôn cảm thấy có nhiều người suy nghĩ giống mình. Tiếp đến là thao tác bình luận làm rõ tính an toàn của suy nghĩ đám đông ấy. Đây, kể cả khi ý kiến đó bị chỉ trích thì người ta cũng cảm thấy chỉ trích đó chỉ nhằm vào đám đông thôi chứ có nhằm vào một cá nhân họ đâu. Tiếp đến, chúng ta lại thấy là bạn lại tiếp tục sử dụng thao tác bình luận rất hay. Bạn chỉ ra sự khác biệt giữa tư duy độc đáo và tư duy đám đông. Vì vậy, suy nghĩ khác đám đông chính cũng là đồng nghĩa với việc từ bỏ cảm giác an toàn và bình yên. Còn ở đoạn này, ở đoạn này, chúng ta cũng sẽ thấy là bạn tiếp tục sử dụng rất tốt các thao tác lập luận. Trước hết, bạn đã sử dụng thao tác phân tích. Bạn phân tích lại câu chuyện của Galile, câu chuyện khá quen thuộc với tất cả chúng ta. Tiếp đến nữa, bạn lại sử dụng thao tác chứng minh. Bạn lấy chính câu chuyện của Galile làm dẫn chứng cho lập luận trở nên chặt chẽ, thuyết phục và hấp dẫn. Chúng ta đã vừa trải qua nội dung đầu tiên của phần chinh phục thử thách đó là xác định đế và tìm ý. Và những chú ý cuối cùng mà chúng ta đã rút ra sau khi chúng ta đã tìm hiểu những khó khăn và chữa những bài đoạn văn của các bạn học sinh. Đó là gì? Một là khi xác định đề, chúng ta phải tìm từ khóa và mối quan hệ giữa chúng này. Cái giấy nhớ thứ hai, đó là chúng ta hãy biết trả lời những câu hỏi là gì? Vì sao? Như thế nào? Làm gì? Để tìm ý. Và cuối cùng Chúng ta hãy vận dụng tốt các thao tác lập luận để ý phong phú và sâu sắc. Vậy là chúng ta đã vượt qua một khó khăn đầu tiên, rất vất vả đấy. Nhưng đầu xuôi đuôi lọt, chúng ta tiếp tục thôi. diễn đạt thì sao nhỉ có phải là một khó khăn của các bạn không có chứ đúng không nào diễn đạt làm sao cho nó trôi chảy mạch lạc danh rẽ rồi sẽ là hay thuyết phục thế thì chúng ta sẽ thấy ở phần diễn đạt những khó khăn của chúng ta sẽ là gì đấy trong việc sử dụng câu chúng ta hay sử dụng câu sai ngữ pháp phòng bà bảo tạp không bằng ngữ pháp việt nam phần này khó tiếp đến Chúng ta vì thế cũng sử dụng câu tối nghĩa. Và cuối cùng, chúng ta chưa sử dụng đa dạng các kiểu câu. Còn về sử dụng từ ngữ thì những khó khăn nào nhỉ? Chúng ta sử dụng từ sai phong cách. Chúng ta sử dụng từ chưa chính xác. Chúng ta lập từ hay vốn từ của chúng ta hạn chế. Vậy thì làm thế nào để khắc phục? Chúng ta lại tiếp tục với phần những ví dụ của cô trò mình nhé. Chúng ta đến với đoạn văn thứ tư nào. Dũng cảm là một đức tính cao đẹp và là phẩm chất quý báu. Nó sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đạt đến thành công. Với các bạn trẻ thì lòng dũng cảm vô cùng cần thiết để bạn vững bước vào đời. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, đi trên đôi chân của mình. Nhưng để thành công đòi hỏi bạn phải vô cùng dũng cảm. Đường đời luôn đầy trông gai thử thách. Ví dụ như bạn luôn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trong công việc khó khăn về tài chính hay như nguy cơ mất việc, cuộc sống bộn bề lo toan khiến chúng ta gặp áp lực làm sao để có thể sinh tồn vậy nên các bạn trẻ cần cố gắng vô cùng đặc biệt là lòng dũng cảm vượt qua thử thách đạt đến thành công ví dụ nhiều người đang có cuộc sống ổn định thế rồi bỗng nhiên mất việc nhưng không vì thế mà họ nản lòng cố gắng để có công việc mới khi chúng ta có lòng dũng cảm đặc biệt các bạn trẻ sẽ rút ra bài học quý báu hình thành nhiều phẩm chất tốt tuy nhiên để dũng cảm đương đầu với cuộc sống chúng ta cần luôn có sự nỗ lực kiên trì và dám đối diện khó khăn. Khi đó bạn mới chạm tay đến vinh quang. Có nhiều người đã buông xuôi khi gặp khó khăn, đã buông xuôi để rồi cuối cùng đắm chim vào những thất bại. Bản thân tôi luôn cố gắng để tạo cho bản thân lòng dũng cảm. Và tôi tin rằng nếu như tôi có lòng dũng cảm, tôi sẽ chạm đến thành công. Hãy nhớ rằng dũng cảm sẽ giúp cho bạn vượt qua mọi hoàn cảnh không gục ngã trước số phận. Các em nhìn đoạn văn này như thế nào? Bạn đã rất nỗ lực đúng không? Bạn cũng đã cố gắng để đảm bảo được những kiến thức lõi mà cô trò mình đã thảo luận. Bạn đã có phần giải thích này, bàn luận này và cũng đã có liên hệ bản thân này, đúng không nào? Thế nhưng bài viết còn đặt ra những vấn đề gì nhỉ? Các em sẽ dễ dàng nhận ra là hình như trong diễn đạt của bạn mắc khá nhiều lỗi mà ở đây cô chỉ lọc ra một vài lỗi cơ bản để chúng ta cùng nhìn nhận để rồi sau đó chúng ta sẽ tự chữa cho bạn cũng là tự chữa cho mình các em nhé thứ nhất các em nhìn vào câu văn này đi vậy nên các bạn trẻ cần cố gắng vô cùng đặc biệt là lòng dũng cảm vượt qua thử thách đạt đến thành công lỗi của câu này như thế nào nhỉ hình như nó có vẻ gì đó lùng cùng sự lùng cùng đến từ đâu đến từ chỗ câu gồm hai mệnh đề Mệnh đề thứ nhất để khẳng định các bạn trẻ cần cố gắng. Mệnh đề thứ hai là lòng dũng cảm giúp đạt đến thành công. Thế nhưng, ở hai mệnh đề này lại không có sự phân cách thật là rõ nét. Và mệnh đề thứ hai không có tân ngữ khiến cho câu trở nên rất tối nghĩa. Vậy, cách chữa của cô trò mình là gì? Cô đề xuất đó là chúng ta thêm cụm từ đó ví dụ cô thêm này vậy nên các bạn trẻ cần cố gắng rèn luyện phẩm chất phẩy đặc biệt là lòng dũng cảm phẩy vì điều đó sẽ giúp các bạn vượt qua thử thách đạt đến thành công Kem so sánh hai câu này cho cô đi có rõ ràng hơn không ạ có đúng không bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo câu văn đó là Ví dụ, nhiều người đang có cuộc sống ổn định, thế rồi bỗng nhiên mất việc, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, cố gắng để có công việc mới. Câu này. Chúng ta cũng sẽ chữa như thế nào nhỉ? Cho câu đỡ bị tối nghĩa. Đề xuất của cô đó là Ví dụ, nhiều người đang có cuộc sống ổn định, thế rồi bỗng nhiên họ mất việc, phẩy, nhưng không vì thế mà họ nản lòng. chấm chấm nhá. Ngược lại, phẩy, họ luôn cố gắng để có công việc mới. Như vậy, ở đây cô đã tách câu của bạn ra làm hai câu và cô đã thêm những từ cho rõ nghĩa hơn. Các em có thấy không ạ? Và đến câu văn này cũng thế. Khi chúng ta có lòng dũng cảm đặc biệt các bạn trẻ sẽ rút ra bài học quý báu hình thành nhiều phẩm chất tốt. À, có bao giờ các bạn viết một câu văn tối nghĩa như thế này không? Có, có, có chúng ta cũng hay mắc những lỗi này vậy thì sửa thế nào đây các em nhìn này bây giờ cô sẽ tách câu này ra làm những ý nhỏ với việc sử dụng những dấu câu nhé khi chúng ta đặc biệt là các bạn trẻ có lòng dũng cảm chúng ta sẽ rút ra bài học quý báu phẩy này và tự hình thành nhiều phẩm chất tốt cho bản thân các em so sánh hai câu đi đây là câu mắc lỗi và đây là câu cô đã chữa các em so sánh đi ổn hơn rất nhiều đúng không nào như vậy chúng ta tổng kết này. Bài viết của bạn đảm bảo được yêu cầu của đề, tuy nhiên mắc khá nhiều lỗi về câu. Mỗi câu của bạn thường có 1 đến 2 ý, nhưng các ý không được phân tách rõ ràng thành các mệnh đề độc lập mà bị ý rút gọn chủ ngữ. Điều đó khiến cho một chủ ngữ phải đảm nhiệm nhiều vị ngữ không thực sự liên kết với nhau. Đó. Vậy thì Chúng ta sửa lỗi này bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ xác định rõ những ý sẽ viết trong một câu. Tách ý mỗi câu thành tách ý trong mỗi câu thành một mệnh đề riêng. Và nếu câu quá dài hoặc quá dối, chúng ta nên chuyển các ý sang một câu mới. Đây là kinh nghiệm đã được các bạn trong lớp cô thống nhất. Các em thử áp dụng, đặc biệt với những bạn nào đang mắc lỗi diễn đạt. Các em nhé, chúng ta cố lên. Bây giờ, Chúng ta sẽ đến với đoạn văn thứ năm. Kia là lỗi câu, còn đoạn văn này cô muốn chia sẻ với các em về lỗi dùng từ ngữ. Đây không phải là đoạn văn về lòng dũng cảm, đây là đoạn văn về thận trọng trong hành động. Mỗi một hành động của chúng ta đều sẽ để lại một kết quả hoặc hậu quả sau này. Nếu như không thận trọng sẽ dẫn tới hậu quả nặng nề. Vậy, thận trọng trong hành động nghĩa là gì? Thận trọng trong hành động nghĩa là phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới bắt đầu hành động nếu như hành động thiếu suy nghĩ sẽ dẫn tới những kết quả không mong muốn ví dụ đứa con theo đường cờ bạc nghiện ngập đây là một hành động thiếu suy nghĩ không hề nghĩ tới ảnh hưởng của hành động này tới những người xung quanh đặc biệt là những người thân của mình hay lái xe mà uống rượu say gây ra tai nạn giao thông dẫn đến giết người như vậy có hối hận cũng không kịp nữa rồi Trận trọng trong hành động không chỉ giúp ta tránh khỏi những hậu quả không mong muốn mà còn có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho chính bản thân chúng ta hay những người xung quanh. Chúng ta phải suy nghĩ trước khi hành động. Suy nghĩ tới kết quả, tới những trường hợp không tốt xảy ra để đề phòng, để tránh, để chuẩn bị những phương án dự phòng. Như vậy có thể tăng cao khả năng thành công của mục tiêu, từ đó hành động suy tính kỹ càng này đem lại lợi ích tốt cho chúng ta. Cô đánh giá đây là một bài viết rất nỗ lực nhé. Thế nhưng những điều gì chúng ta cần lưu ý. Các em nhìn lại phần này của bạn. Ở phần này, bạn đã diễn đạt thừa. Các bạn nhìn câu văn đầu tiên. Bạn đã nói rằng là mỗi một hành động của chúng ta đều sẽ để lại một kết quả hoặc một hậu quả và nếu như không thận trọng dẫn đến hậu quả nặng nề đúng không? Câu 3 này, bạn lại nói tiếp, nếu như hành động thiếu suy nghĩ sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn, vậy là bạn đã bị lặp rồi đúng không ạ? Mà phần lập này rõ ràng là lỗi chứ không phải là một biện pháp tu từ. Chúng ta tránh lỗi này các em nhé. Tiếp đến này. Ở phần cô đã in đậm. Chúng ta suy nghĩ trước khi hành động, suy nghĩ tới kết quả, tới những trường hợp không tốt xảy ra để đề phòng, để tránh, để chuẩn bị những phương án dự phòng. Cô hiểu, đây là nỗ lực của bạn các em nhé. Để viết những câu văn, nó có hơi văn, hùng biện cho nên bạn lập cấu trúc, thế nhưng các em sẽ thấy rằng phần lập này đang thiếu hiệu quả. Đây là phần lập thừa chứ không phải lập mang ý nghĩa tu từ, suy nghĩ trước khi hành động, suy tính tới kết quả tới những trường hợp không tốt xảy ra. Ba cái ý lập này nó không tạo nên cái sự tăng tiến, không tạo nên sự nhấn mạnh mà chỉ tạo nên sự lan man. Cũng như thế để đề phòng, để tránh, để chuẩn bị Cũng không theo một trật tự nào cả, không theo một logic nào hết Cho nên câu văn nó bị dườm già Chúng ta cũng cố gắng tránh các em nhé Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn văn thứ 6 Đây là một đoạn văn cô muốn chia sẻ với các em Bạn đã diễn đạt câu và sử dụng từ ngữ hiệu quả như thế nào nhưng đâu phải ai cũng dám từ bỏ cái lối đi định sẵn ấy để tìm ra con đường mới đâu phải ai cũng dám bước sâu vào rừng rậm để khám phá ra một loài cây bởi cuộc đời có muôn trùng cách trở cho nên kẻ dám tư duy đột phá quả thực là một kẻ dũng cảm dũng cảm bởi đã dám lựa chọn một phương hướng mới dũng cảm bởi đã không ngại cất bước trên con đường chưa từng có dấu chân qua dẫu cho biết rằng phía trước vẫn còn rình rập biết bao nguy hiểm. Dám tư duy đột phá đồng nghĩa với việc ta dám chấp nhận với những sóng gió phía trước, dám chấp nhận sự phản đối từ đám đông. Các em thấy bạn sẽ đạt thế nào? Chúng ta sẽ thử phân tích nhé. Chúng ta ngày nay, thế hệ của công nghệ và cách mạng số chúng ta có đầy đủ nguồn lực để có thể thay đổi cộng đồng và thế giới chúng ta có đầy đủ khả năng để kiến tạo nên những giá trị nhân văn vậy thì hãy bắt đầu từ việc dũng cảm đột phá bản thân hãy để tâm hồn này trái tim này trí óc này được thanh lọc và làm mới hãy dám suy nghĩ khác hành động khác đó cũng chính là biểu hiện của dũng cảm và bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình Cô rất là có cảm hứng khi đọc những đoạn văn mạnh mẽ như thế này. Điểm cộng của bạn là gì? Những phần mà cô đã in đậm là bạn đã sử dụng kết cấu song hành kết hợp với biện pháp điệp cấu trúc để tạo nên một liên tưởng phong phú cho ý nhé và một nhịp điệu rất là sôi nổi và hùng biện cho lời văn. Các em nhìn lại đi, nhưng đâu phải ai cũng dám từ bỏ lối đi định sẵn ấy để tìm ra con đường mới. Đâu phải ai cũng dám bước sâu vào rừng rậm để khám phá ra một loài cây. Dũng cảm bởi đã dám lựa chọn một phương hướng mới. Dũng cảm bởi đã không ngại ngần cất bước trên con đường chưa từng có dấu chân qua. Các em sẽ thấy, đấy chính là kết cấu song hành. Chúng ta cũng sẽ thấy một điểm cộng nữa trong phần này. Các em nhìn vào những cụm từ ngữ mà cô đã gạch chân. Các em nhìn vào đi ạ. Ở đây chúng ta sẽ thấy điểm cộng là bạn đã sử dụng các cụm từ cùng trường từ vựng một cách rất linh hoạt. Nếu như ở đoạn văn số 5 thì đấy là diễn đạt thừa, không hiệu quả. Còn ở đây những cụm từ cùng trường đã tạo nên một cách diễn đạt rất linh hoạt. Nào là muôn trùng cách trở, nào là con đường chưa từng có dấu chân qua, nào là những sóng gió phía trước. Cầu văn trở nên rất phong phú, không hề bị lặp. Và cô cũng muốn các bạn lưu ý cho cô câu văn này. Đây là một câu văn rất dài, rất nhiều vế mà chúng ta vẫn thấy nó rất hay. Vì sao như vậy? Điểm cộng ở đây là gì? Đây chính là nội dung cô gửi gắm các bạn cho phần về nhà. Các em hãy nghiên cứu câu văn này của bạn để xem thành công của bạn ở câu văn này đến từ đâu các em nhé chúng ta sẽ nhìn lại về đoạn văn số 6. Về việc sử dụng từ ngữ, đoạn văn đã sử dụng hiệu quả hệ thống từ ngữ cùng trường từ vựng, giúp diễn đạt trở nên phong phú và gia tăng tính liên kết cho bài viết. Còn về phần sử dụng câu, bài viết có nhiều cấu trúc câu tốt như là cấu trúc song hành, cấu trúc lặp để diễn đạt trôi chảy, mạch lạc và có một giọng văn rất hùng biện, lôi cuốn. Các em thân mến Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đến ba đoạn văn, ba ví dụ rồi đấy Đã đến lúc cô trò mình sẽ rút ra những lưu ý trong phần diễn đạt của một đoạn văn nghị luận xã hội Thứ nhất, về việc sử dụng câu Chúng ta sẽ sử dụng đa dạng các kiểu câu Chúng ta sử dụng câu nghi vấn, câu hỏi tu từ Để chốt những ý quan trọng và để tạo nên Tính đối thoại cho người đọc bài của chúng ta. Ở phần này, các ví dụ ở trên, ý, các bạn quay lại những ví dụ số 2 chẳng hạn là bạn đã sử dụng những cái câu nghi vấn và câu hỏi tu từ để chốt ý cũng như để gợi mở đấy. À, các bạn có thể vừa sử dụng câu phủ định mà sử dụng cả câu khẳng định cho đa dạng. Và các bạn vừa sử dụng câu đơn mà vừa sử dụng câu phức. Ví dụ như, ví dụ của bạn ở đoạn văn số 6 là một tham khảo rất tốt cho các bạn đấy. Tiếp đến, các em cũng phải chú ý các phép tu từ cú pháp. Đúng không nào? Thế còn về việc sử dụng từ ngữ thì sao? Chúng ta sẽ nên sử dụng từ nối để trật tự ý rõ ràng logic. Trước hết, một là, hai là, tóm lại. Và đặc biệt, chúng ta nên có sự kết hợp giữa từ chính luận và từ giao hình ảnh trong một đoạn văn nghị luận xã hội. Vậy là khó khăn thứ hai đã được cô trò chúng ta vượt qua. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với nội dung thứ ba. Phần tích lũy kiến thức và tích lũy dẫn chứng. Đây là một công việc công phu các em ạ. Và vì thế nếu như bạn nào chưa có ý thức chúng ta hãy làm ngay nhá. Làm ngay để chúng ta kịp với kỳ thi của chúng ta sắp tới. Và cô giới thiệu với các em bốn kỹ năng cho phần này. Kỹ năng thứ nhất, kỹ năng quan sát. Chúng ta hãy biết quan sát mọi việc trong thực tế. Sau đó, quan sát thôi chưa đủ, chúng ta có thể quên mất. Chúng ta có thể ghi chép lại. Thế hệ như cô, ghi chép lại chúng ta nên ghi nhật ký. Bây giờ chúng ta vẫn có thể ghi nhật ký, một thói quen rất tốt. Còn nếu không, các em có thể sử dụng Facebook. Các em có thể sử dụng blog. Đấy đều là những cách của thời kỳ 4.0 để các em có thể ghi chép lại những gì các em đã quan sát được trong cuộc sống. Tiếp đến, sau khi ghi chép, chúng ta phải phân tích. Phân tích bằng cách nào chúng ta đưa ra quan điểm này, chúng đưa chúng ta đưa ra cái suy nghĩ của chúng ta này, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn comment về một sự kiện nào đó, một cách có ý thức, thì cũng là một cách để các bạn phân tích đấy. Và cuối cùng, chúng ta cần phải hệ thống. Ví dụ, sau khi các bạn đã có một thời gian ghi chép và phân tích nhé. Các bạn sẽ phải tổng hợp lại theo từng tuần này. À, trong tuần này sẽ có những sự kiện này mà mình cần lưu ý đây. Sự kiện này sẽ xếp vào ô dũng cảm, sự kiện này sẽ xếp vào ô hiện trạng đọc sách, hay sự kiện này sẽ xếp vào ô môi trường ạ. Các bạn xếp, 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 xếp. Thế là sau một thời gian, một tháng thôi, các em sẽ thấy là các em sẽ cải thiện được khả năng tích lũy kiến thức và dẫn chứng đấy. Các em thử xem nhé xem có hiệu quả không Đến một khâu nữa nhé Khâu chúng ta sẽ viết bài và sửa Khâu này cần một nghị lực tốt đây Trước hết chúng ta lên kế hoạch Ví dụ như cô Cô sẽ lên kế hoạch mỗi ngày viết một đoạn Nếu không thể thấy được Chúng ta sẽ một tuần viết 2 đến 3 đoạn Không khó lắm đúng không? Để rồi sau đó những ngày còn lại chúng ta lấy ra sửa như cô và các bạn vừa sửa ấy. Tiếp đến, khi viết không được buông thả, phải hạn định thời gian, 20 phút là 20 phút, 15 phút là 15 phút. Rồi, chúng ta tự đọc lại và sửa. Tự đọc lại và sửa đã quý rồi, nhưng chúng ta chủ quan khi chúng ta viết ra, đương nhiên chúng ta thấy hay chứ. Vậy thì có một cách sửa nữa rất hiệu quả, đó là các em hãy chuyển bài cho bạn bè và thầy cô góp ý. Tỷ dụ như hôm nay là cô và các bạn đã cùng góp ý những bài viết của các bạn học sinh đấy. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn của bài học thôi, nhưng cô hy vọng rằng những kỹ năng mà cô chia sẻ với các em sẽ giúp các em chinh phục được đoạn văn nghị luận xã hội với tất cả năng lực của mình. Các em thân mến, các em có thể vào website chinhphukithith.vtv.vn để nhận tài liệu và đề thi tham khảo. Ngoài ra, nếu các em muốn tương tác với các thầy cô và xem lại chương trình, các em có thể vào YouTube và fanpage của VTV7. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em.